khó lòng nguôi giận, Nga tiếp tục gửi thông điệp cực kỳ khó chịu đến Ukraine và NATO sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin. Đó là gì? Ở mặt trận khói lửa, Nga-Ukraine tuyên bố tiến hành hàng loạt đòn tấn công rực lửa vào mục tiêu quân sự đối phương. Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine cần thêm thời gian chuẩn bị trước khi phản công. Đáng chú ý, Ukraine tố Nga ồ ạt dội đạn chùm vào Phúc Hoa Trắng siêu nguy hiểm ở Zaporizhia. Cựu chỉ huy Anh chỉ ra tổn thất của Nga trong cuộc chiến Ukraine cực kỳ tồi tệ. 10.000 tù nhân Nga đăng ký chiến đấu ở Ukraine hồi tháng 4. Mỹ cho phép chuyển giao tài sản tịch thu của tài phiệt Nga để viện trợ cho Ukraine. Một số tin tức khác, Tổng thống Hàn Quốc tìm cách điều hành quân đội hiệu quả hơn trước thách thức an ninh. Video rocket phóng từ Gaza vào Israel bị đánh chặn bởi tên lửa vòm sắt. Hàn Quốc bỏ quy định cách ly bắt buộc 7 ngày đối với người mắc Covid-19 từ tháng 6. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Mở đầu tiếp tục là cập nhật tình hình ở chảo lửa Đông Âu sục sôi đêm ngày. Thưa quý vị, sự vụ máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin vẫn chưa ngã ngũ. Nga tiếp tục đưa ra những thông điệp khó chịu. Sputnik hôm 11 tháng 5 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định đòn tấn công bằng UAV chấn động nói trên là một nỗ lực hành động không thể chấp nhận được. Qua đó, Ukraine đã tự đặt mình vào nhóm các quốc gia bảo trợ cho chủ nghĩa cực đoan. Cụ thể, ông Peskov nói rằng chúng tôi thực sự đã nhìn thấy nỗ lực tiến hành đòn tấn công vào Điện Kremlin, nơi có chỗ ở của Tổng thống Nga, bằng hai UAV. Đây thực sự là một hành động cực đoan nhắm vào lãnh đạo xứ Bạch Dương. Diễn biến này đáng báo động và không thể chấp nhận được. Chúng tôi tin rằng Ukraine trên thực tế đã tự đặt mình vào nhóm các nước tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan. Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố vào ngày 3 tháng 5, Ukraine nỗ lực tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin ở Điện Kremlin bằng hai máy bay không người lái. Các UAV này đã bị Nga vô hiệu hóa, không có thương vong hay thiệt hại nào. Ông Peskov khi đó cho biết, ông Putin không có ở Điện Kremlin vào thời điểm sự việc xảy ra. Hội đồng điều tra của Nga đã xác định đây là một vụ tấn công cực đoan do Ukraine gây ra. Trong chia sẻ vừa qua, ông Peskov tiếp tục cáo buộc NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói, thật khó tưởng tượng các thành viên của NATO bao gồm Mỹ và các nước châu Âu ban đầu không can dự trực tiếp, nhưng sau đó đã trực tiếp bước vào cuộc xung đột. NATO hiện nay là một bên tham gia cuộc chiến và theo phe Ukraine. Và mọi người biết đó, phần lớn nguồn cung vũ khí, đạn dược, thiết bị quân sự, tài chính, từ tên lửa thông thường đến loại tiên tiến hơn, và sau đó là loại tầm xa hơn, đã được phương Tây chuyển đến Kiev trong thời gian qua. Nga đã cảnh báo NATO rằng, mọi lô hàng chứa vũ khí gửi đến Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của nước này. Ông Peskov tiếp tục cho biết, Nga đang nghiên cứu các vũ khí do phương Tây sản xuất mà Ukraine đang sử dụng trong cuộc xung đột. Ukraine sở hữu nhiều vũ khí của phương Tây, có loại tốt, có loại không phù hợp, cũng có loại rất nguy hiểm và tiên tiến. Vì vậy, chúng tôi đang nghiên cứu tất cả chúng trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Peskov nói. Vị phát ngôn viên lưu ý thêm, rất khó để so sánh tiềm lực quân sự của Nga và Ukraine. Chiến sự vẫn tiếp diễn và không có hồi kết với việc đôi bên cố gắng hạ gục đối phương bằng những ngón đòn mạnh mẽ nhất. Reuters hôm 11 tháng 5 đưa tin Nga và Ukraine đều đã tuyên bố tiến hành hàng loạt đòn tấn công rực lửa vào quân và khí tài của đối phương tại nhiều vị trí khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga hôm 10 tháng 5 cho biết quân đội nước này tiếp tục tiến quân về các tuyến đường phía Tây và tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào binh lực, dàn xe bọc thép và nhiều thiết bị quân sự khác của Kiev tại các hướng Kupiansk, Limansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Theo báo cáo, hệ thống phòng không của Nga cũng bắn hạ một tiêm kích Su-27 và nhiều phương tiện bay không người lái cùng các hệ thống tên lửa của Kiev. Trong khi đó, ở phía đông, giao tranh vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine tuyên bố đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ theo các hướng Limansk và Bakhmut. Pháo và tên lửa hành trình của Moscow can quét nhiều khu vực, bao gồm Kupiansk và Chernihiv. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, bên cạnh phòng thủ, lực lượng phòng không cùng các đơn vị pháo binh tên lửa của Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công vào hàng loạt mục tiêu, bao gồm khu tập trung thiết bị quân sự, kho nhiên liệu và đạn, cùng hệ thống phòng không của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng hiện tại đất nước ông có thể tiến lên, thúc đẩy cuộc phản công ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu theo đuổi mục tiêu đó một cách mù quáng, sẽ có rất nhiều người hy sinh. Điều đó theo ông là không thể chấp nhận được, do đó Ukraine cần thêm thời gian. Trong một cuộc phỏng vấn với Eurovision News,
Tổng thống Zelensky nói rằng các lữ đoàn chiến đấu của Ukraine đã sẵn sàng, nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để chờ đợi một vài thứ, bao gồm phương tiện bọc thép. Sky News bình luận, cuộc phản công tiềm tàng từ Ukraine được kỳ vọng sẽ đưa cuộc chiến tiêu hao kéo dài với Nga đến bước ngoặt quyết định. Tuy nhiên, Kiev gần đây đã cố kéo giảm kỳ vọng từ giới quan sát rằng các đòn đánh lớn sắp tới sẽ tạo ra đột phá. Một quan chức giấu tên đã nói rằng cuộc phản công của Ukraine không nên được xem như một viên đạn bạc. Trái lại, Tổng thống Zelensky tỏ ra tin tưởng lực lượng vũ trang Ukraine và tự tin họ sẽ đạt được tiến bộ. Liên quan đến khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, Tổng thống Ukraine vẫn kiên định. Ông sẽ không chùn bước trước áp lực giao nộp lãnh thổ cho kẻ thù. Ở từ địa Bakhmut, Sky News hôm 11 tháng 5 dẫn cập nhật mới nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở Mỹ cho biết, lực lượng Ukraine đã thành công khi tiến hành các đòn phản công ở quy mô hạn chế. Cụ thể ra sao? Một số cảnh quay vào hôm 9 tháng 5 và 10 tháng 5 cho thấy là quân đội Kiev có vẻ như đã tiến hành các đòn phản công ở quy mô giới hạn ở phía Tây và Tây Nam Bakhmut. Các nguồn tin của phía Kiev cho biết, đội quân Ukraine đã tiêu diệt đại đội 6 và 8 của lữ đoàn súng trường cơ giới 72 thuộc quân đoàn 3 của Nga. Từ đây tiến thêm 2,6 km dọc theo tiền tuyến dài 3 km trong khu vực. Tuy nhiên, Sky News lưu ý tuyên bố trên chưa được xác minh độc lập. Một số thông tin khác cũng cho biết lực lượng chiến đấu của Nga đang gặp nhiều vấn đề, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phòng thủ trước các đòn phản công của Ukraine. Đáng chú ý, Ukrinform đưa tin quân đội Nga đã khai hỏa các đạn phốt pho trắng và đạn chùm siêu nguy hiểm tại một ngôi làng ở vùng Zaporizhia. Thông tin trên do cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine tuyên bố trên nền tảng Facebook. Báo cáo của phía Ukraine cho biết vào khuya 10 tháng 5, Nga đã ồ ạt nã đạn chùm và đạn phốt pho trắng tại ngôi làng thuộc vùng Zaporizhia. Kết quả là có 5 ngôi nhà bốc cháy và 6 công trình khác bị phá hủy, 5 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên y tế. Một đường ống khí đốt cũng bị bắn trúng. Tổng cộng có 48 nhân viên và 9 thiết bị của cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine đã được triển khai cho công tác cứu hộ. Cũng ở vùng Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân cùng tên đang rơi vào tình trạng báo động. Kiev tố Moscow triển khai thêm quân và khí tài vào cơ sở này. Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine rằng đang âm mưu hành động khiêu khích để giành lấy nhà máy vốn đã bị Moscow kiểm soát từ những ngày đầu chiến dịch nổ ra. Thưa quý vị, thời gian qua thì Nga đã hứng chịu không ít tổn thất trong cuộc chiến dai dẳng ở nước láng giềng. Đại tá Hamish de Bretton Golden, cựu chỉ huy trung đoàn xe tăng Hoàng gia số 1 của quân đội Anh, đã chia sẻ với The Telegraph rằng mất mát của Moscow thậm chí tồi tệ hơn nhiều so với ước tính mà các nhà phân tích phương Tây đã đưa ra. Ông Hamish de Bretton Golden, cựu chỉ huy trung đoàn xe tăng Hoàng gia Anh chỉ ra, bài phát biểu của Tổng thống Putin tại lễ diễu hành mừng ngày chiến thắng 9 tháng 5 là tuyệt vọng, thậm chí ảo tưởng. Trong đó, ông chủ điện Kremlin tuyên bố rằng nền văn minh đang ở trước thời điểm bước ngoặt quyết định, rằng một cuộc chiến thực sự đang được tiến hành để chống Nga. Tổng thống Putin cũng tố phương Tây tìm cách phá hủy và khiến Nga tan rã. Ông de Bretton Golden bình luận, người theo đuổi các mục tiêu đó chẳng ai khác ngoài ông Putin. Quân đội của ông ấy đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhiều báo cáo chỉ ra lực lượng Nga đang chiến đấu mà không có đủ áo giáp. Nhiều người trẻ bị bắt đi nghĩa vụ và bị ném vào từ địa Bakhmut với các cỗ máy xe tăng lỗi thời và đối mặt với các khí tài quân sự hiện đại của phương Tây cũng như những chiến thuật mới. Họ đang bị tàn sát. Vị cựu chỉ huy của Anh cho biết báo cáo của Ukraine về thương vong của Nga đã dẫn ra dữ liệu giống như những tổn thất lớn trong thời Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây có vẻ thận trọng hơn khi đưa ra các ước tính. Ông de Bretton Golden lý giải thêm, cuộc chiến toàn diện ở Ukraine không giống như chiến sự mà thế giới từng chứng kiến. Quân đội Ukraine ngày nay đã cải tiến và sáng tạo nhiều lối đánh phù hợp với chiến tranh điện tử, trong đó phương tiện không người lái là chủ lực. Những người trẻ, giỏi công nghệ đã tái chế những thiết bị rẻ và có sẵn để sử dụng trong trận chiến giành hòa bình cho đất nước, vị cựu chỉ huy người Anh chỉ ra. Ông lưu ý thêm một điểm độc đáo khác khiến cuộc xung đột Ukraine không giống với các trận chiến khác là các phương tiện không người lái vừa được sử dụng như một vũ khí tấn công, vừa được dùng như một công cụ giám sát. Do đó, theo ông, việc một số nhà phân tích đề xuất sử dụng các tỷ lệ tiêu chuẩn để ước lượng số người chết và bị thương như trước đây sẽ không thể phản ánh được mức độ sát thương khủng khiếp mà các phương thức tác chiến điện tử gây ra. Ông de Bretton Golden viết thêm, có hàng trăm phương tiện không người lái nhỏ được trang bị các camera sở hữu khả năng tuyệt vời như cung cấp bức tranh chi tiết và dữ liệu chính xác cho hệ thống tấn công. Đây là loại tác chiến điện tử mà ít nước thuộc NATO đã trải qua. Do đó, số thương vong của Nga mà phương Tây ước tính có lẽ chỉ bằng một nửa so với con số mà Ukraine đưa ra. Trong trường hợp này, Kiev có vẻ đúng hơn, vị cựu chỉ huy khẳng định. Vị chỉ huy còn nói rằng cái giá phải trả của Nga về lâu dài là rất lớn.
Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10 tháng 5 tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine rất khó khăn, nhưng Nga đã đạt được một số mục tiêu nhất định. Đáng chú ý trong cập nhật mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết kể từ đầu năm nay, Nga đã tăng cường tuyển mộ tù nhân tham gia chiến đấu ở Ukraine. Sputnik đưa tin hôm 11 tháng 5. Trong cập nhật mới nhất được đăng tải trên Twitter, London tin rằng chỉ trong tháng 4 vừa qua đã có tới 10.000 tù nhân đăng ký tham gia chiến đấu cho chính quyền Nga ở chiến địa Ukraine. Phía Anh Quốc lưu ý kể từ mùa hè 2022, tập đoàn lính đánh thuê Wagner chủ yếu tuyển dụng tù nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2023, rất có thể Wagner đã mất quyền tiếp cận hệ thống hình phạt của Moscow do căng thẳng giữa tập đoàn đánh thuê với Bộ Quốc phòng gia tăng. London lưu ý thêm, chiến dịch tuyển dụng tù binh của Bộ Quốc phòng Nga là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Moscow giữa lúc nước này nỗ lực tăng quân số mà không phải huy động quân bắt buộc, một động thái vốn không được lòng công chúng Nga. Thời gian qua, Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ và phương Tây dùng tài sản tịch thu của nước này để hỗ trợ Ukraine. Bất chấp cảnh báo, Mỹ ngày 10 tháng 5 đã đưa ra quyết định mạnh mẽ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 10 tháng 5 thông báo ông đã cho phép chuyển giao số tài sản đầu tiên thu được từ các nhà tài phiệt Nga để viện trợ cho Ukraine. Reuters đưa tin hồi năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev vi phạm lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow. Theo đó, ông Malofeyev đã cung cấp tài chính cho những người Nga thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Crimea. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Mỹ Garland cũng thông báo truy nguyên thu giữ hàng triệu đô la từ tài khoản tại một tổ chức tài chính Mỹ do vi phạm lệnh trừng phạt đối với ông Malofeyev. Hồi tháng 2 năm nay, ông Garland cho biết đã ủy quyền chuyển số tiền đó để sử dụng ở Ukraine. Ông tuyên bố dù đây là lần đầu Mỹ chuyển giao các quỹ tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine, nhưng đó sẽ không phải là lần cuối cùng. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna ở Paris, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã khẳng định Bắc Kinh sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến Ukraine dựa trên các nguyên tắc mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra. TASS hôm 11 tháng 5 cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Tần Cương nói rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 4 nguyên tắc nhất định phải tôn trọng khi giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đây chính là điểm khởi đầu để Bắc Kinh đưa ra lập trường liên quan đến cuộc xung đột và tiến hành các biện pháp giải quyết hiệu quả. 4 nguyên tắc được nhắc đến bao gồm tôn trọng chủ quyền, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, cân nhắc mối quan tâm của các bên và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Bắc Kinh sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine bằng các biện pháp chính trị trên cơ sở duy trì liên lạc với các bên và xem xét mối quan tâm của họ. Ông Tần Cương cam kết rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trên nền tảng mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã vạch ra. Dù có những bất đồng nhưng Đức và Trung Quốc vẫn nỗ lực để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 10 tháng 5 cho biết, việc tăng cường đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Đức sẽ mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới. Ông đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đồng thời lưu ý mục đích chính của chuyến thăm Đức của ông là để chuẩn bị cho vòng tham vấn liên chính phủ lần thứ 7 giữa hai nước, đài CCTV đưa tin. Theo Thủ tướng Đức, nước này đang chuẩn bị tích cực cho cuộc tham vấn quan trọng và sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để đảm bảo kết quả tích cực. Ông nói trong thế giới đa cực cần đề cao sự bình đẳng giữa các bên để cùng nhau bảo vệ hòa bình thế giới. Đức coi trọng vai trò và sức ảnh hưởng của Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường trao đổi với Bắc Kinh về các vấn đề lớn như cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Olaf Scholz nói thêm. Về phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Tần Cương lưu ý điểm chung giữa nhận định của Chủ tịch Tập Cận Bình về thế giới đang trải qua nhiều thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ, với nhận định của Thủ tướng Olaf Scholz về bước ngoặt lịch sử. Trước một thế giới đầy bất ổn, cộng đồng quốc tế nên tăng cường hợp tác và chung tay giải quyết các thách thức, nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. Theo ông, việc Trung Quốc và Đức tăng cường đối thoại và hợp tác sẽ giúp mang lại ổn định, tính bền vững và năng lượng tích cực hơn cho thế giới. Trung Quốc trông đợi để tiếp tục hợp tác với Đức nhằm đạt các kết quả tích cực trong cuộc tham vấn, Ngoại trưởng Tần Cương nói thêm. Về vấn đề Ukraine, ông Tần Cương cho rằng lập trường của Trung Quốc là kiến tạo các cuộc đàm phán hòa bình. Cuộc xung đột nên kết thúc ngay lập tức bởi bất cứ sự trì hoãn nào cũng đều mang đến đau thương. Một giải pháp chính trị nên đạt được thông qua đối thoại vì hòa bình và ổn định lâu dài của châu Âu, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định. Theo đài CCTV, trong chuyến thăm Đức, ông Tần Cương còn gặp gỡ cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng Đức Jens Bredner và hội đàm với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, giữa lúc đối mặt với nhiều thách thức an ninh, đặc biệt là từ người láng giềng sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc đang tìm cách cải tổ quân đội với các công nghệ tiên tiến. Yonhap ngày 11 tháng 5 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông báo
ông đang cân nhắc thành lập bộ tư lệnh chiến lược trong quân đội nhằm điều hành hiệu quả hơn 3 nhánh của lực lượng vũ trang. Nhà lãnh đạo đưa ra thông báo trên trong cuộc họp khai mạc Ủy ban đổi mới quốc phòng của Tổng thống, được thành lập nhằm mục tiêu hỗ trợ xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh hơn nhờ vào các công nghệ tiên tiến. Tôi đang cân nhắc thành lập bộ tư lệnh chiến lược nhằm tăng cường sự liên kết của 3 nhánh lực lượng vũ trang, đồng thời kết hợp vào điều hành hiệu quả hơn khả năng chiến đấu của các quân chủng. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thông báo. Theo ông, Hàn Quốc cần tiến hành những thay đổi sâu rộng đối với hệ thống điều hành, các phần mềm của quân đội và mức độ như trong thời kỳ thành lập quân đội. Chỉ có những thay đổi như vậy mới giúp chúng ta xây dựng một lực lượng vũ trang mạnh mẽ, lấy tác chiến làm trung tâm và có thể mang lại niềm tin cho nhân dân. Nhà lãnh đạo nói thêm, theo Yonhap, ủy ban gồm 11 thành viên do Tổng thống làm chủ tịch. Nhà lãnh đạo còn chỉ ra các thách thức an ninh khi Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mục tiêu của chính phủ là xây dựng khả năng phản ứng mạnh mẽ trước mối đe dọa. Ông cũng cho biết Seoul đặt mục tiêu chuyển đổi cấu trúc của quân đội, biến nó phù hợp hơn với môi trường trong và ngoài nước để có thể chiến đấu và chiến thắng để không ai dám thách thức Hàn Quốc. Đối mặt với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên, chúng ta phải củng cố khả năng răn đe của quân đội Hàn Quốc. Điều chúng ta cần nhất chính là sở hữu sức mạnh quân sự áp đảo nhằm ngăn chặn bất cứ sự khiêu khích nào của Bình Nhưỡng, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh. Nói về trào lửa Trung Đông, theo Reuters, Israel ngày 10 tháng 5 tiếp tục tấn công các mục tiêu liên quan đến phong trào Hồi giáo Jihad ở giải Gaza, trong khi các chiến binh Palestine không ngừng phóng tên lửa xuyên biên giới. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy một loạt tên lửa được phóng từ Gaza, sau đó phát nổ trên bầu trời thành phố Ashkelon của Israel, báo hiệu bị đánh chặn bởi tên lửa vòm sắt của Israel. Trước đó, Israel ngày 9 tháng 5 đã tiến hành các cuộc tấn công gây chết người và những mục tiêu mà họ mô tả là thuộc về phong trào thánh chiến của người Palestine Jihad. Theo thông báo của Israel, vụ tập kích đã khiến 3 chỉ huy cấp cao của phong trào thiệt mạng. Theo Reuters ngày 11 tháng 5, quân đội Israel tuyên bố đã bắn trúng hơn 130 mục tiêu, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa, khi tiếng nổ vang khắp vùng đất của người Palestine. Ngoài ra, hơn 400 quả rocket đã được bắn, 1/4 trong số đó đã rơi xuống Gaza. Bộ chỉ huy chung của nhóm chiến binh ở Gaza, bao gồm nhóm Jihad và Hamas, đã nhận trách nhiệm về các vụ bắn rocket về phía Israel. Tuy nhiên, quan chức quân sự Israel cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Hamas đã phóng bất kỳ rocket nào. Cũng nói về xung đột dai dẳng ở giải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10 tháng 5 tuyên bố là nước này sẽ quyết định khi nào ngừng tiến hành các cuộc tấn công trong khuôn khổ chiến dịch lá chắn và mũi tên nhằm vào giải Gaza. Sputnik đưa tin. Trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Netanyahu cho biết quân đội Israel đang tấn công dữ dội vào giải Gaza và khiến các tổ chức cực đoan phải trả giá. Nhà lãnh đạo nói thêm, hoạt động của các cơ quan tình báo và sự phát triển của công nghệ mới đang tạo ra một chương trình mới cho Israel. Chúng ta đang giáng những đòn mạnh nhất trong lịch sử vào nhóm Hồi giáo Jihad ở Gaza. Chỉ trong một đêm, ở 3 địa điểm khác nhau, quân đội Israel đã loại khỏi vòng chiến đấu một số thủ lĩnh của tổ chức cực đoan. Sputnik dẫn lời ông Netanyahu cho hay. Giữa lúc ấy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc không kích khiến cho người dân thiệt mạng. Ông coi đây là hành động không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi cả Israel và Palestine ngay lập tức chấm dứt xung đột. Trong khi đó, phát biểu của Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhận xét Israel phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực theo tỷ lệ và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự trong việc tiến hành các hoạt động quân sự. Ở diễn biến khác, Nhà Trắng cho biết là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington vào ngày 22 tháng 6. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết chuyến thăm của ông Modi nhằm khẳng định quan hệ đối tác gần gũi và sâu sắc giữa hai nước, đồng thời củng cố quyết tâm chung của hai nước nhằm nâng cao quan hệ đối tác công nghệ chiến lược trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, năng lượng sạch và không gian. Được biết, Ấn Độ là một thành viên trong bộ tứ kim cương Quad cùng với Mỹ, Nhật Bản và Úc. Washington xem New Delhi là một đồng minh quan trọng của nhóm trong nỗ lực đối phó sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thưa quý vị, tình hình an ninh của nhiều nơi khác cũng đang vô cùng xáo trộn. Tại Pakistan, vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan đã gây ra làn sóng phản đối đầy bạo lực. Thủ tướng đương nhiệm Shehbaz Sharif hôm 10 tháng 5 đã khẳng định sẽ hành động rắn tay, đồng thời gửi thông điệp cảnh báo đanh thép tới những người biểu tình có ý định tiến hành các cuộc tấn công vào cơ quan nhà nước. Theo Reuters, có ít nhất 5 người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình bạo lực gần đây ở Pakistan. Diễn biến trên đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở quốc gia Nam Á có 220 triệu dân. Nhất là khi đất nước này đang oằn mình với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và Quỹ tiền tệ quốc tế đã hoãn gói cứu trợ kể từ tháng 11.
Ông Imran Khan, một chính trị gia nổi tiếng nhất của Pakistan, đã bị bắt vì tội gian lận đất đai vào hôm 9 tháng 5. Những người ủng hộ ông Khan đã xông vào các tòa nhà quân sự và lục soát nơi ở của một tướng quân đội hàng đầu ở thành phố phía đông Lahore. Nhiều tòa nhà và tài sản của nhà nước cũng bị người biểu tình tấn công và thiêu đốt. Hôm 11 tháng 5, chính phủ đã tuyên bố chấp thuận yêu cầu triển khai quân đội đến 2 trong số 4 tỉnh của Pakistan là Punjab và Khyber Pakhtunkhwa và thủ đô Islamabad để ổn định trật tự. Tại Guinea, quốc gia ở Tây Phi, vào hôm 10 tháng 5, đám đông đã đụng độ với cảnh sát lần đầu tiên sau nhiều ngày các cuộc biểu tình bảo vệ dân chủ bùng nổ. Thông tin được Reuters đăng tải. Những người diễu hành đã dựng rào chắn tạm thời khắp các tuyến đường chính ở thủ đô Conakry, đốt bánh xe và ném đá cùng nhiều đồ vật khác vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đã dùng hơi cay và đạn cao su để kiểm soát đám đông. Theo Reuters, nhiều người đã xuống đường để yêu cầu đưa Guinea trở lại chế độ dân sự. Năm ngoái, chính quyền quân sự đã cấm tất cả các cuộc diễu hành công khai khi xuất hiện làn sóng chỉ trích việc chính quyền quân sự đề xuất thời hạn 3 năm cho tiến trình hướng đến bầu cử. Sau đó, chính quyền đề xuất mốc thời gian mới là 2 năm. Tuy nhiên, nhiều người tiếp tục xuống đường kêu gọi đẩy nhanh tiến trình đưa đất nước trở về chế độ dân chủ. Trước đó, có ít nhất 2 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hoặc bị bắt tại một cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài 2 ngày xảy ra vào hồi tháng 2 năm nay. Còn tại Mỹ thì tình hình cũng đang xáo trộn. Hoa Kỳ đã ban hành một quy định mới có thể ngăn những người vượt biên trái phép xin tị nạn. Reuters hôm 11 tháng 5 cho biết là hàng ngàn người di cư đã cố tìm đến Mỹ trong tuần này trước khi quy định trên có hiệu lực. Hôm 10 tháng 5, Mỹ đã ban hành một quy định khiến hầu hết người di cư không thể xin tị nạn nếu họ tự ý đi qua các quốc gia khác mà không tìm kiếm sự bảo vệ nào hoặc họ không nhập cảnh vào Mỹ bằng con đường hợp pháp. Quy định mới là một phần chủ chốt trong kế hoạch thực thi biên giới của Tổng thống Joe Biden. Khi quy định hạn chế phòng chống COVID-19 được biết đến với tên gọi là tiêu đề 42 đã kết thúc hôm 11 tháng 5. Tại thành phố Brownsville thuộc bang Texas, người di cư được cơ quan nhập cư liên bang trả tự do đã xếp hàng để xin thức ăn do một nhà thờ và nhóm Team Brownsville được tổ chức chuyên giúp mọi người xin tị nạn phân phát. Reuters ghi nhận không ít người di cư không hiểu rõ các chính sách của Mỹ. Nestor Villalobos, một người di cư chia sẻ, tất cả chúng tôi đều đang sợ hãi và lo lắng cho gia đình mình. Thực sự là chúng tôi vẫn không hiểu tiêu đề 42 là gì. Có thể chúng tôi sẽ dễ xin tị nạn hơn, hoặc nỗ lực ấy sẽ phức tạp hơn. Sự thật là chúng tôi không có gì chắc chắn. Chúng tôi đang ở đây và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thưa quý vị, tại Úc, hai nhà lãnh đạo chủ chốt người bản địa bác bỏ đề xuất công nhận thổ dân và dân đảo Torres trong hiến pháp đã tuyên bố hợp lực để đẩy mạnh chiến dịch phản đối cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Theo Reuters, người Úc sẽ được yêu cầu bỏ phiếu có thể vào thời điểm giữa tháng 10 và tháng 12 về việc có chấp thuận thay đổi hiến pháp để bổ sung một ủy ban có tên là Tiếng nói trước nghị viện với trách nhiệm tư vấn cho các nhà lập pháp những vấn đề có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người bản địa. Chiếm khoảng 2,3% trong số 26 triệu người dân Úc, người bản địa đã bị gạt sang bên lề khi Úc bị thực dân Anh đô hộ và không được đề cập trong hiến pháp 122 năm tuổi của Canberra. Trong khi phần lớn người bản địa ủng hộ Ủy ban Tiếng nói trước nghị viện, vẫn có nhiều ý kiến khác cho rằng việc thành lập cơ quan trên không hoàn toàn giải quyết được vấn đề ảnh hưởng đến người bản địa, thậm chí còn gây sao nhãng các nỗ lực đạt được kết quả thiết thực và tích cực. Ông Warren Modin, cựu chủ tịch Đảng Lao động người bản địa và một nhóm do Bộ trưởng người bản địa Jacinta Napijinpa Price hậu thuẫn sẽ tuyên bố tập hợp nguồn lực để tham gia chiến dịch chung có tên gọi là Không, để nêu thông điệp người Úc đoàn kết phản đối việc thành lập một ủy ban tiếng nói trước hạ viện nói trên. Ông Modin cho rằng kế hoạch của Thủ tướng về việc thay đổi hiến pháp là không thích hợp với người thổ dân Úc. Thay vào đó, ông đề xuất ban hành luật lệ để bảo vệ người thổ dân. Chia sẻ trên kênh truyền hình ABC, ông Modin nói, việc chúng tôi hợp lực với nhau là điều dễ hiểu, vì nhóm ủng hộ trưng cầu dân ý đang tiến hành chiến dịch có và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động của họ. Chúng tôi cũng cần làm điều tương tự với những bên cùng chí hướng. Ông Modin nói rằng chiến dịch chung sẽ tập hợp các tình nguyện viên và gây nguồn quỹ khoảng vài triệu đô la. Một cuộc khảo sát do YouGov tiến hành hồi tháng trước cho thấy 83% người bản địa Úc ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý, trong khi một cuộc thăm dò ở quy mô rộng hơn do Guardian thực hiện cho thấy 60% người dân Úc sẽ bỏ phiếu. Bất kỳ thay đổi nào trong hiến pháp tại Úc đều cần thông qua cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Để thành công, cuộc bỏ phiếu cần nhận được đa số phiếu trên toàn quốc, cũng như đa số phiếu tại ít nhất 4 trong 6 bang. Thủ tướng Anthony Albanese được cho là đã đặt cược nhiều vốn liếng chính trị của mình vào cuộc trưng cầu dân ý, vì tại Úc chỉ có 8 trong số 44 cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc được thông qua kể từ khi trở thành quốc gia độc lập.
Liên minh đối lập quốc gia dân chủ bảo thủ sẽ phản đối cuộc bỏ phiếu toàn quốc. Ở diễn biến khác, tại Thụy Sĩ, cầm theo chổi và mang theo dụng cụ tẩy rửa, một nhóm các nhà hoạt động đã lau dọn mặt tiền của chi nhánh ngân hàng UBS ở Zurich vào hôm 10 tháng 5 như một hành động tượng trưng để phản đối việc đơn vị này đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Anna Stinquin là một trong 20 nhà hoạt động thuộc nhóm bảo vệ môi trường Jacentis Rebellion tham gia cuộc biểu tình tại trung tâm tài chính của Thụy Sĩ. Jacentis Rebellion thường nêu thông điệp kêu gọi mọi người hành động nhanh chóng chống lại biến đổi khí hậu, mặc một chiếc áo blue trắng và kỳ cọ logo của ngân hàng UBS bằng miếng bọt biển. Cô Trinh Quyên chia sẻ, hôm nay tôi đến đây để lau sạch UBS. Ngân hàng này đã làm một việc hết sức tồi tệ và ghê tởm khi quyết định đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta thực sự phải chấm dứt sử dụng nguồn nhiên liệu cực kỳ ô nhiễm đó càng nhanh càng tốt. Kể từ bây giờ, các ngân hàng như UBS vẫn đang tài trợ cho các hoạt động khai thác khí ga và dầu mới. Không chỉ vậy, họ mở rộng các nỗ lực như vậy ở mọi lúc. Nhóm Jacentis Rebellion nói rằng ngân hàng UBS đầu tư khoản tiền tương đương 5,6 tỷ đô la mỗi năm vào nhiên liệu hóa thạch. Theo Reuters, UBS chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Năm ngoái, ngân hàng này nói rằng họ đã có mục tiêu cắt giảm hơn 2/3 nguồn tài trợ và phát thải nhiên liệu hóa thạch. Hạn cuối là vào năm 2030. Mục tiêu là đạt phát thải khí carbon ở mức 0 vào năm 2050. Nhà hoạt động Jan Witkan nói rằng Thụy Sĩ nên bắt đầu chỉ đầu tư vào nhiên liệu tái tạo và vạch ra một kế hoạch thực sự để thoát khỏi mối đe dọa từ nhiên liệu hóa thạch. Để đạt được điều đó, hãy ngừng giúp đỡ các công ty như UBS. Những nhà hoạt động khác cũng mặc áo cho phòng thí nghiệm, giơ các tấm biển có nội dung khoa học là rõ ràng, tại sao chúng ta lại phớt lờ nó và đầu tư cộng nhiên liệu hóa thạch bằng thảm họa khí hậu. Chính quyền nói, chúng ta cần hành động như thế, đây là một vấn đề cấp bách vì đây là chuyện sinh tử. Cũng liên quan đến vấn đề năng lượng, Reuters cho biết là Hungary và Serbia đã đạt thỏa thuận xây một đường ống dẫn dầu thô mới kéo dài 128 km nối Angyo, một thị trấn phía nam Hungary, với thành phố Novi Sad của Serbia. Thông tin trên được Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó công bố tại một hội thảo ở Belgrade vào hôm 10 tháng 5. Cụ thể, ông Szijjártó cho biết đường ống sẽ do công ty dầu khí MOL của Hungary và công ty vận chuyển dầu Transnafta của Serbia hợp tác xây dựng. Chính phủ Hungary và Serbia sẽ chính thức ký kết thỏa thuận trong cuộc gặp liên chính phủ vào ngày 20 tháng 6. Được biết, thời gian qua, Budapest đã bày tỏ quan tâm kế hoạch phát triển đường ống dẫn dầu của Serbia và kỳ vọng EU sẽ tài trợ cho nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. Qua đó, Trung Âu có thể tiếp cận với nhiều nguồn năng lượng thay thế. Hôm 11 tháng 5, Hàn Quốc đã hạ mức cảnh báo đối với COVID-19. Từ tháng 6, nước này sẽ không còn yêu cầu những người nhiễm bệnh phải cách ly trong 7 ngày, đồng thời bỏ số ít các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 còn lại. Các cơ quan y tế vẫn khuyến nghị những người nhiễm bệnh tự cách ly không bắt buộc trong 5 ngày. Trong một cuộc họp được phát trên truyền hình với các quan chức chính phủ và nhân viên y tế sau khi thông báo hạ mức cảnh báo dịch COVID-19 từ 4 xuống 3, Tổng thống Yoon nói, tôi rất vui vì mọi người có thể tiếp tục cuộc sống bình thường sau 3 năm 4 tháng gặp nhiều khó khăn do đại dịch. Yêu cầu đeo khẩu trang tại tất cả cơ sở y tế và hiệu thuốc cũng sẽ được bãi bỏ. Mọi người chỉ bắt buộc đeo khẩu trang tại các bệnh xá. Ông Yoon cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho khâu xét nghiệm và điều trị COVID-19 trong một thời gian. Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19, vốn được áp dụng kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 31,3 triệu ca nhiễm và 34.600 ca tử vong do COVID-19. Theo Reuters, điểm phóng hàng không vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc đang được xây dựng ở tỉnh Hải Nam, phía nam nước này. Dự án bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái, được kỳ vọng là sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bắc Kinh triển khai vụ phóng thương mại đầu tiên vào năm tới. Reuters hôm 9 tháng 5 cho biết hai tổ hợp phóng cho tên lửa nhiên liệu lỏng sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Trong khi đó, cũng vào cuối năm, hai tháp phóng cho tên lửa nhiên liệu rắn sẽ bắt đầu được xây dựng. Guo Kang, thành viên hội đồng quản trị của công ty chuyên tiến hành các vụ phóng không gian thương mại quốc tế Hải Nam cho biết, cơ sở phóng hàng không vũ trụ thương mại đầu tiên sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024 để đáp ứng nhu cầu thương mại hóa lĩnh vực không gian vũ trụ ngày một tăng cao ở Trung Quốc. Ông Guo nói, Bắc Kinh đã bắt đầu phát triển các chương trình không gian thương mại vào năm 2015. Với việc ra đời của nhiều doanh nghiệp tên lửa không gian, một trong những vấn đề hiện nay là thiếu khả năng phóng. Việc xây dựng một điểm phóng hàng không vũ trụ thương mại có thể giải quyết nút thắt trên. Mỗi tổ hợp trong số 2 tổ hợp tên lửa nhiên liệu rắn được thiết kế với khả năng tiến hành 16 vụ phóng mỗi năm. Vì vậy, sau khi hoàn thành, điểm phóng sẽ là khả năng lớn đáp ứng các vụ phóng. Đây là động thái tuyệt vời cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại của chúng tôi.
từ các sinh vật biển đến xác ướp và tòa thành, các tác phẩm điêu khắc bằng cát với nhiều hình dạng khác nhau đang thu hút sự chú ý của người dân thành phố Alexandria của Ai Cập. Lễ hội điêu khắc cát mở ra, 13 nghệ sĩ và sinh viên mỹ thuật đã sử dụng bãi biển công cộng Ansaraya làm nơi để trổ tài và quảng bá du lịch địa phương. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất vui khi tham gia lễ hội này, dù đây không phải là lần đầu tiên tôi tham gia điêu khắc cát. Sinh viên mỹ thuật Omnia Drafat chia sẻ, chỉ sử dụng cát và nước, các nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn để hoàn thành tác phẩm của mình do điều kiện thời tiết thay đổi thất thường. Giáo sư mỹ thuật tại đại học địa phương nhận xét, chúng tôi không thể đoán trước được khi nào trời mưa, nắng hay là có gió. Cát khô dần nên chúng tôi phải sử dụng nước từng chút một để hoàn thành tác phẩm. Lễ hội điêu khắc cát Alexandria khai mạc vào ngày 7 tháng 5 và sẽ kéo dài trong 4 ngày. 3 người chiến thắng cuối cùng sẽ được bầu chọn. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.